Xin chào cô chú anh chị nha. Hiện tại bây giờ Hưng Trần đang có mặt ở bảo tàng của Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Thì bây giờ Hưng Trần cùng anh em, mấy anh em đi lên viện bảo tàng coi thử những cái di ảnh của cậu là để trên đây như thế nào cô chú anh chị ơi. Và những di ảnh của cậu rất là nhiều luôn, để ở viện bảo tàng như thế nào thì mời mọi người theo chân lên viện bảo tàng xem thử như thế nào. Và về đời là lên ngay chỗ lầu 1 là viện bảo tàng hả cô chú anh chị. Đền thờ thì tầng 3. Mời cô chú anh chị theo Hưng Trần nha. Bây giờ mình tầng nào cũng đi hết, mình lên mình coi tầng nào mình cũng coi hết. À đây nè, đầu tiên là bước lên mình đóng 4 cái tấm ảnh lớn của cậu để đây nha cô chú anh chị. Đây là tầng 1 là có ảnh của cậu rồi. 4 tấm hình lớn. Rồi ngoài ra còn cái gì nữa không? À bên đây nữa nè. Wow, đây là có 3 tấm ảnh với một cây đờn. Văn nghệ sĩ. Cái đàn đây bên đây luôn. Wow. Hình như đây để được có 3 tấm ảnh ha. Có nghĩa là người ta để trước, người ta chưa có sắp xếp đâu, người ta chơi, ta cứ để đem lên ta để đi thôi. Mấy cái đờn thì là được tặng, cậu được tặng nè, chứ không phải là kỹ vật cậu dùng. Của chị Hồng Ngọc đó. Ở bên đây nè. Rồi bây giờ tiến vô trong cái chỗ này là quan trọng nhất là cô chú anh chị ơi. Thì mai mốt là sẽ có một cái tượng ở đây, nghe nói gì có một tượng. Cái tượng áo giáp giống vậy đó. Thì bây giờ để tạm mà nhìn là đang gọi là chất chất vô để tạm thôi, chưa có sắp xếp. Thì hình thì hôm qua Hưng Trần quên đếm bao nhiêu tấm. Bây giờ thì nói chung là hình ổng chắc nghĩ là không mất đâu. Thật sự mà nói hình ảnh đâu không mất đâu cô chú anh chị ạ. Nhưng mà bây giờ là quan trọng là Hoa Viên sắp xếp làm sao để hình của cậu, hình ở trong là rất nhiều ha. Bây giờ nè, hồi nãy kia là bên đó là 3 tấm nha cô chú anh chị. Bên đây 3 tấm nữa 6. Bây giờ Hưng Trần bắt đầu đếm nha cô chú anh chị ơi. 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 25, 25 tấm hình. Nhưng mà để tạm chưa có trang trí gì hết, chưa có bài gì hết. Sắp tới là nghe nói là... Mấy cái tấm hình Phật cũng đẹp luôn. Nghe nói có tượng sáp của cậu không? Có tượng sáp của cậu. Có tượng sáp để nghe cái khung đó đó. Giống như bên bên xa. Bức tượng sáp nghe nó đẹp lắm. Bức tượng sáp là đẹp lắm. Rồi ai nói trên lầu 2 nữa, thấy đồ của cậu để lầu 1 không? Đây lầu 2, lầu 2, lầu 1. Đây là lầu 1. Chắc đó là đại gì nè. Nhưng mà giờ vô nhìn thấy lầu 1 hết rồi đó. Hình ở đây hết rồi còn gì nữa đâu. Không rồi lát hồi anh em cũng lên thử coi lầu 2 có để gì. Hôm qua lên lầu 2 là tấm trơn rồi. Có gì hết. Quyển album ở đây. Quyển album để xuống cho. Quan trọng là quyển album á, hình rất là đẹp đó. Nè quyển album kìa. Ta có lấy mấy quyển kinh vô đây không anh? Đúng rồi. Còn thiếu mấy quyển kinh. Đi kiếm mấy quyển kinh luôn đi. Rồi bây giờ giống như Hưng Kinh nha cô chú anh chị ơi. Giờ kiếm mấy quyển kinh của Phật của cậu. Phật đem đây luôn. Tất cả hình đem vô đây thì tập hết. Không có một tấm kinh. À biết sao đây còn hình nữa nè, vậy nè. Còn mấy tấm hình nữa nè. Thôi cái tấm hình này tấm hình bự. Ở phía sau nó còn mấy tấm nữa để tôi lật ra coi. Rồi tấm này tấm bự khổng lồ nữa nè, ở sau còn tấm nữa. Ê kinh có rồi. Đúng không? Có rồi. Một đống kinh ở trên kìa. Kìa thấy chưa? Thấy rồi. Vậy là cậu không cũng. Trời ơi, phát hiện kinh rồi nè em. Phát hiện kinh rồi. Không có mất gì hả? Vậy là kinh của cậu không có mất gì hết. Rồi, gỡ ra. Ê, gỡ cẩn thận không thôi nó ngã chanh đó nha. Chanh nó nặng lắm á. Nó nằm ở trên cái học á, nó nằm ở trên học á. Mất nha, vậy là mọi người không lo lắng. Bây giờ mộ cậu thì nó đơn sơ,
nhưng mà hình cậu thì nó nằm ở trong nhà bảo tàng. À, mọi người cũng không có lo lắng về cái vấn đề là gì hết. Thì hôm nay là đều là các con lưu niệm các nghệ sĩ nè. Thì hôm qua cũng đã quay cho mọi người xem rồi, tất cả các nghệ sĩ luôn. Mỗi người chỉ có được đèn như để vài món nè anh. Mà riêng cậu bây giờ cái tài sản của cậu quá trời luôn, bây giờ còn không biết chỗ để luôn. Em nghĩ là chắc sẽ chọn ra một vài tấm đẹp nhất thôi. Chứ cậu mà hả riêng cái hình của cậu mà nếu mà trang trí là chắc là nguyên tầng luôn rồi. Đúng không ạ? Cả tầng luôn. Ê! Bây giờ có bây giờ là bây giờ mình cũng quyển ở đây đâu, hoa viên là người ta sắp xếp lại, người ta để sẵn ở đây nè, người ta sắp xếp rồi chở về nhà chứ không hồi nãy ở ngoài là mình sắp xếp được chứ trong đây là mình đâu có sắp xếp được. Trong đây mình chỉ quay chia sẻ thôi, còn cái việc còn lại là định sắp xếp lại cho cậu, thế nó cũng lớn nhỏ đồ nó ngăn nắp lại, nhưng mà cái này không thuộc thẩm quyền rồi cô chú anh chị ạ. Có cái ảnh nó bị bể nữa nè, ảnh bị bể của cậu nè, đó để ngay đây nè. Bởi cái khung, bởi cái khung nè. Bởi cái khung thôi. Giờ còn có ảnh không? Đó người ta cũng đem ở đây luôn. Nhà cho dù có bể khung thì hình cũng đem vô đặt một chỗ rất là đẹp. Thì cái này chắc là sẽ lồng khung lại ha ha ha. Khung hư thì một cái khung khác lồng. Rồi bây giờ sau khi mà cập nhật tình hình là để những cái chỗ hình của cậu, thì khi mà để hình di ảnh của cậu là để tới ba chỗ đặng mọi người ơi. Đây một chỗ ha, bên đó một chỗ, rồi bên đây một chỗ, rồi bên kia một chỗ, là bốn chỗ cô chú anh chị ơi. Thì sau khi cập nhật cái hình của cậu xong, bây giờ Hân Trần quyết định là lên lầu 2 thử coi mấy anh em nói là lầu 2 có để gì không, thì Hân Trần sẽ lên quan sát tí xíu cô chú anh chị ơi. Đồ đạc của cậu là nghĩ là mấy di ảnh là còn nguyên vẹn cô chú anh chị. Lầu 2 em nhìn sơ sơ là em thấy chống quơ Trung Quốc rồi. Đi coi có gì trên này không? Wow, quá trời đồ của cậu luôn. Wow, tối thui. Wow, trên đây nó quyền quý quá cô chú anh chị ơi. Lâu lâu mới được dịp lần là lên, ví dụ như ra ngoài cho cô chú anh chị xem. Cái này chắc nhà kho à, ra ngoài đây là ngay con gà. Ở đây có thang máy nữa cô chú anh chị ơi, thang máy lên thang máy là đi lên chắc tới đỉnh đó luôn. À, khung cảnh xung quanh cô chú anh chị thấy rất là yên bình. Ở bên đây là có chắc có văn phòng gì đó. Ở cô chú anh chị. Vì là lầu 2 không có đợi để đồ gì của cậu hết. Rồi Hân Trần quyết định đi xuống lầu 1 lại đi. Wow, anh em bỏ Hân Trần hết rồi. Bây giờ chỉ còn có mình nè. Sợ quá. Nhiều đồ để đây lắm nè. Không biết đồ gì. À, ôi tôi sợ quá. Ui, sao đang thui à? Kinh cũng chưa tụng luôn. Thường thường là lên đây là hay nghe tụng kinh lắm nè. Bây giờ chưa thấy gì hết. Thôi tôi xuống rồi. Chưa có chạy gì đâu mà. Bây giờ là Hân Trần nói là bây giờ cập nhật cái tình hình là di ảnh của cậu thì ở trong viện bảo tàng, thì thấy nó nằm ở đây là Hân Trần cũng không có đỡ lo lắng rồi. Một lát hồi sẽ cập nhật tiếp cái tình hình là những cái vật đồ để ở ngay chỗ mộ đó, nghe nó bảo vệ đem ra ngoài để thì coi thử thế nào. Lát hồi Hân Trần quay clip ha, mọi người nhớ like đăng ký kênh ủng hộ Hân Trần nha. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người với clip sau nha cô chú anh chị. Đi đây cẩn thận nha, dốc nó cao lắm, đi
cô chú anh chị mà đi lên xem những di ảnh viện bảo tàng đi cẩn thận nha, để té nhiều khi cái đá rồi đó mà tưới nước nó dính nước lên cái cầu thang á, mình đi nó dễ té lắm nha cô chú anh chị. Hân Trần kết thúc clip đây nha, bye bye, xin chào tạm biệt mọi người. Giờ ra mộ.